Đây là video được thực hiện bởi cộng đồng Fimi và Cardano.vn. Xin chào các anh chị em. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người đăng ký làm CA trong Fan 10. Thì sau khi mọi người đăng nhập tài khoản trên IDScale thì sẽ có một cái form nó hiện lên như thế này. Thì chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi thì để tiến hành đăng ký làm CA. Thì câu hỏi đầu tiên thì họ hỏi là mình có muốn làm CA không? Thì phần này mình sẽ trả lời là nếu muốn thì mình sẽ trả lời là có, tôi muốn, còn nếu không thì mình sẽ trả lời là không. Trong trường hợp mà có anh chị em muốn riêng một tài khoản mà mình chỉ nộp đề xuất, mình không đánh giá gì thì ở chỗ này cũng có thể chọn là không. Mục đích mà đăng ký để làm CA thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này là có. Đấy. Câu hỏi thứ hai là họ muốn là mình muốn ưu tiên được phân bổ những cái đề xuất nào, cuộc thử thách nào để mình đánh giá ấy. Ví dụ chúng ta mạnh về ví dụ ở đây em đã chọn ba cái challenge mà em cảm thấy là mình sẽ có những cái thế mạnh để mình đánh giá. Chúng ta cứ chọn ở đây nhé, chọn nhiều không sao cả. Đấy, ở đây thì em đã chọn ba cái challenge mà em cảm thấy là mình sẽ có hiểu biết sâu nhất về nó. Câu hỏi tiếp theo là cái địa chỉ chúng ta sẽ nhận thử. Thì ở đây phải là địa chỉ ở Silay và bắt đầu bằng ADDR mọi người nhé. Đấy, mọi người copy rồi hãy điền địa chỉ ví để sau này mình nhận thưởng vào đây. Có hai câu hỏi này và là chúng ta sẽ để trống. Câu hỏi trường này sẽ cập nhật nhập xem chúng ta là Silver Level 0 là Level 1. Trường này nó sẽ như như họ nói ở đây thì trường này sau khi họ kiểm tra xong thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đúng. Và họ nói với chúng ta là phần này là không 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 cần chỉnh sửa thì chúng ta sẽ để trống. Đúng. Ở đây cũng tương tự như vậy. Danh sách các đề xuất xem xét liên kết thì họ cũng bảo là chúng ta để trống phần này. Đó. Câu hỏi cuối cùng là phần nào là sẽ hợp với chúng ta? Vì chúng ta ví dụ nhà phát triển doanh nhân hay là chuyên gia marketing thì hay là chúng ta đang vận hành một pool đang là quản lý cộng đồng thì chúng ta nhập vào đây. Trong trường hợp mà không phải những cái tùy chọn có sẵn hoặc là rồi chúng ta không muốn nói thì chúng ta cứ chọn khác, không muốn nói như thế này đó thì như vậy thì chúng ta sẽ bấm gửi là được đó. Đây là em đã làm sẵn từ trước rồi thì chúng ta làm xong chúng ta bấm gửi. Những câu trả lời này chúng ta có thể sửa đổi cả nhà nhé, sẽ có thời hạn chúng ta sửa đổi. Trong trường hợp chúng ta muốn sửa đổi thì chúng ta bấm vào đây, bấm vào chỗ này. Đó, chi tiết hồ sơ này chúng ta bấm vào hình cái bút này, đó là nó sẽ hiện lên chúng ta sửa. Khi sửa thì chúng ta bấm gửi lại bình thường. Trên đây là phần hướng dẫn anh chị em đăng ký làm CA trong phần 10 Catalyst. Có hỏi gì thì anh chị em cứ comment dưới video nhé.